so bright, lit up like a diamond in the dead of night. There's fire deep in my soul, I'ma rise up like the legends of old. Brighter than gold, brighter than gold. Em à, tối hôm qua thì một người anh mà anh không tiện nói tên là anh Nhân lại nhắn tin cho anh hỏi anh đã suy nghĩ kỹ chưa, bây giờ dừng kết hôn thì vẫn chưa quá muộn. Thế sáng nay anh quyết định ngồi cân nhắc kỹ một lần nữa, đúng như là đề nghị của ông anh yêu dấu của anh. Where is the ring? 'Cause I know you wanna ask. Scared the moment will pass. I can see it in your eyes. Thực tình mà nói thì anh cũng không hiểu là sao anh lại yêu em. Em giả thôi, em nhạc nhí, em có xu hướng làm những hành động hơi điên rồ một chút. Nghĩ đi nghĩ lại thì nhờ vậy mà cùng đi chơi với mình trong suốt một năm qua, anh chưa giờ thì chán. Nói gì thì nói, bản thân sẽ được anh và em yêu nhau đó là một sự nhạc nhí vô cùng rồi. Nếu bỏ qua vấn đề tâm sinh lý không ổn định thì em thực sự là một cô dâu rất là lý tưởng trong mắt mẹ anh. Em quan tâm chăm sóc những người mà em yêu quý theo cái cách mà như mẹ anh bảo rất là thật lòng. Và công bằng mà nói thì suốt mấy năm qua chắc anh chẳng là người đầu của em về sau. Từ ngày yêu em, anh học được khá nhiều thứ, trưởng thành lên rất là nhiều. Anh học được cách phải quỳ xuống xin lỗi, không biết là mình sai ở đâu. Anh học được cách lắng nghe lời người khác nói, nếu muốn có một bữa ăn tối ngon lành nghĩa đủ. Anh học được rằng thực ra yêu một người con gái tâm lý như em rất là thích, nghĩa là khi em nói thì anh không được cãi. Và quan trọng nhất là đầu tiên trong đời anh nhận thức được anh bắt đầu kết hôn với gia đình. Dù trước đấy anh chưa có ý định kết hôn trước 30 tuổi. Is where is the ring? 'Cause I know you wanna ask. Scared the moment will pass. I can see it in your eyes. Em đã từng đọc rất nhiều ngôn tình, đã thuộc rất nhiều câu nói hay trong đó, để sau này mình có thể dẫn vào câu chuyện tình yêu của cuộc đời mình. Nhưng giờ phút này khi đứng đây trước mặt anh, em không còn nhớ được những câu văn thơ ấy nữa. Em nhận ra chúng ta sẽ không cần quá mải mê với những câu chuyện trên giấy. Khi mà đã gặp được một người mà mình biết đấy là soái ca trong đời mình. 4 năm trước chúng mình có duyên hội ngộ với tâm thế là những người bạn cũ, và chúng mình đã là bạn kể từ đó. Em cảm thấy đó là một sự khởi đầu may mắn, vì đó là thời gian để chúng mình hiểu nhau hơn, chia sẻ với nhau nhiều hơn. Lâm đã giúp em biết yêu bản thân mình hơn, yêu cả những khuyết điểm của chính mình. You're thinking about the how you reach in your pocket. Chúng mình đã chia sẻ với nhau cả niềm vui nỗi buồn. Chúng mình tuy có nhiều quan điểm khác nhau, sau tất cả em biết rằng Lâm rất thương em, thương rất nhiều. Một tình thương đủ để cho em được sống là chính mình, tự do và hạnh phúc. Lời nói ấy em luôn ghi nhớ và cảm thấy bình yên rất nhiều khi nghe rằng anh nói thương em. Mọi người thường bảo anh là hôn nhân là kết thúc của tình yêu. Sau khi cân nhắc kỹ thì anh nghĩ là liều một lần thì chắc là không có vấn đề gì. Anh hy vọng sau này chúng mình vẫn có thể nhảm nhí như chúng mình vẫn đã từng. Anh vẫn có thể ngồi chơi game đến buổi tối. Em vẫn nằm lo lắng, không biết thái tử trong phim có mạnh mẽ gì không. Và quan trọng nhất,
anh mong chúng mình là giám tác sản xuất một vài đứa bé dễ thương, khỏe mạnh và nhanh nhít để anh và bạn chơi cùng. Anh yêu em. Tình yêu xét đánh, gặp nhau là nhận ra đây là chân mệnh thiên đường của cuộc đời mình. Mà chúng mình đến với nhau cho đến ngày hôm nay bằng cả cảm xúc và ý chí, bằng cả tình yêu và tình thương. Em mong sau hôm nay chúng mình sẽ yêu nhau nhiều hơn, sẽ cùng sáng sớm mỗi ngày và cho nhau những sự chân thành nhất. Em yêu anh. Ai là người đầu tiên tỏ tình với người còn lại? Ok, Lâm là người tỏ tình đúng không? Các bạn cũng nhớ là biết này. Tỷ số bây giờ là khởi động kỹ dùm em cái 2, 3. Okay. Xin cảm ơn mọi người. So my strength with the wind, come with me.